tìm nhiều cơ hội để gặp anh hơn. Đó. Ví dụ như là anh ơi, em có những cái bài tập này khó quá không biết, nhưng mặc dù con có biết làm cũng không biết để qua được gặp ạ. Đến khi nào thì mới bắt đầu tỏ tình với ông thầy? Chắc chắn là bị đứng dạ chưa chưa dám nói gì hết á, nhưng mà con lại có cái cách tiếp cận là hay mua đồ ăn giặt cho ảnh, đem vô trường cho ảnh. Cái đó là trong kế hoạch của cô Đính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi cứ đi cạnh ảnh hoài, cái mấy bạn của ảnh nghĩ là chắc là hai đứa này nó yêu nhau rồi, còn anh Hưng thì nghĩ con là như đứa em gái. Trời ơi, ây cha, cầu được ước thấy rồi. Ủa sao cái nhìn như mặt đơ vậy? Hai người này là cái người mà chị đang nói với em á, là đúng chị rồi. Nói là chị sẽ làm cho em một sự bất ngờ, là để chị sẽ gửi cho em món quà, là chị dắt em tới chỗ người ta. Nhưng mà chưa kịp dắt em đến chỗ người ta thì ngày hôm nay người ta đến đây rồi. Đó thì đúng rồi. Tại vì bé này là bạn của em trên Facebook. Ủa là em biết luôn hả? Trời ơi, tới chị bất ngờ nữa. Bây giờ chắc lẽ là mời hai vợ chồng làm một cái thủ tục đầu tiên. Đó chính là giới thiệu về mình. Xin cảm ơn cô Hồng Vân, xin cảm ơn anh Quốc Thận. Xin chào các bạn khán giả. Mình là bác sĩ Huỳnh Ngọc Hân. Mình đã có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Anh Quốc trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Thì năm ngoái mình có trở về Việt Nam để mở phòng khám, để giúp truyền đạt lại những cái kiến thức mà mình đã học được ở bên Anh Quốc, giúp thứ nhất là chia sẻ cho các bệnh nhân của Việt Nam mình có thêm một lựa chọn mới để điều trị. Cái thứ hai là tham dự các hội nghị để chia sẻ lại kinh nghiệm của mình với các... Ok, bây giờ Hưng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, còn 38 tuổi. Hưng 38 tuổi. Rồi hiện giờ là Hưng đang làm việc ở đâu? Dạ, thì con vẫn có phòng khám tại London. Thì... London hả? Dạ. Và một cái phòng khám ở Việt Nam, dạ, đúng không? Vâng. Rồi, chào bác sĩ Hưng. Bây giờ tới mời bé Đính à. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Con là Kim Đính, 34 tuổi. Con đang làm quản lý phòng khám Vanity cho bác sĩ Hưng. Rồi. Hiện nay là hai vợ chồng là đã có baby chưa? Dạ có, hai bé. Hai bé. Ồ, thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với cái thời mà hai đứa chưa biết nhau đi. Dạ. Cơ duyên nào Đính và bác sĩ Hưng gặp nhau, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao nè? Lần đầu tiên mà hai người có gặp nhau thực ra là ở trên lúc đó cái ứng dụng Yahoo Chat thì vẫn còn là phổ biến, thì mọi người hay vào 360 độ rồi, dạ, rồi hay vào trong cái nhóm chat gặp những người bạn ở trên mạng để chia sẻ về cuộc sống của mình. Thì ngẫu nhiên có gặp bé Đính lúc đó thì bé tỏ ra là một người rất lạc quan, yêu đời và giàu nghị lực. Bởi vì bé chia sẻ câu chuyện của mình về hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn, nhưng mà bé vẫn nỗ lực hết mình và vẫn tự tin và nhìn vào một tương lai tươi sáng. Lúc đó Hưng đang ở đâu? Dạ lúc đó thì đang là sinh viên y năm tư. Lúc đó là Hưng còn đang ở Việt Nam. Dạ đúng rồi. Còn lúc đó là Đính đang làm gì? Dạ con phụ mẹ, với lại con đang đi học cấp 3. Con đang học cấp 3. Dạ. Như lúc đó là mới có cảm tình với cái cô bé mà có một cái sự chia sẻ rất là lạc quan, là Đính mặc dù là khó khăn. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Thế thì Đính thì sao? Khi mà chat chít với anh bác sĩ này là Đính có biết là ảnh đang học trường y không? Dạ sau khi mà ảnh hứa qua làm gia sư cấp 3 cho em thì em mới biết. Có nghĩa là anh Hưng là tự dưng hứa qua làm gia sư không công cho con hả? Dạ. Thì mình qua thì chỉ với một tấm lòng duy nhất là muốn giúp đỡ cho cô bé này có thêm cơ hội học tốt hơn và có thêm nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Còn lúc đó thì mình cũng thực ra trong lòng mình cũng có người trong mộng khác ở trong trường y. Là đã có chưa hay là trong mộng? Đó rồi, người trong mộng thôi chứ cũng chưa. Tức là lúc đó con đang đơn phương một người gì đúng không? Dạ. Crush một người đúng không? Dạ. Ảnh còn thích mấy cô trong trường y về nói với con đó. Còn nhờ con mua đồ ăn á, đem theo đi vô trường á, gọt xài cho mấy chị trong trường tổ 1, tổ 2 ăn. Crush của ổng đó. Yeah. Lúc đó con có thể... con cảm thấy chạnh lòng, con buồn. Lúc đó con cũng nghĩ là mình chắc là ảnh giỏi vậy, mình không có xứng với ảnh đâu, con chỉ thích ảnh theo cái kiểu là đơn phương như vậy thôi á. Rồi sau đó là bài học không hiểu nhiều hơn, con hỏi ảnh và con có hình như là cũng có một tí gọi là yêu đó. Dạ yêu và mê đó, tìm nhiều cơ hội để gặp ảnh hơn. Trời. Ví dụ như là anh ơi em có những cái bài tập này khó quá không biết, nhưng mặc dù con có biết làm cũng không biết để qua được gặp ảnh. Đến khi nào thì mới bắt đầu tỏ tình với ông thầy này? Chắc chắn là bị đứng dạ chưa dám nói gì hết á, nhưng mà con lại có cái cách tiếp cận là hay mua đồ ăn giặt cho ảnh, đem vô trường cho ảnh. Cái đó là trong kế hoạch của Đính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi cứ đi cạnh ảnh hoài, cái mấy bạn của ảnh nghĩ là chắc là hai đứa này nó yêu nhau rồi, còn anh Hưng thì nghĩ con là như đứa em gái nhỏ, nó thích đi theo vô đó thì cho nó đi theo thôi.
từ từ không có ai để ý ảnh hết, con hốt luôn. Từ từ không có ai để ý ảnh hết, con hốt luôn. Mỗi khi mà người ta nghĩ là mình là bạn gái của ảnh chắc là bé Đính lúc đó khoái lắm. Con vui. Đúng rồi. Nhưng mà bác sĩ Hưng có cảm nhận được là cô bé này thích mình không? Không. Không biết luôn. Không biết luôn. Không biết là cô bé này thích mình, nhưng mà không biết cô bé này đi theo mình là để dằn mặt hết các chị em khác. Vậy là con nói thích ảnh trước hả, đúng không? Dạ. Nhưng là mà thầy có đồng ý. Bao lâu con dám nói? Có đợt đó anh đi về Bảo Lộc hay sao đó, xong rồi cái ảnh lên thì con biết là ảnh đang buồn, tại vì người trong mộng của mình á có anh người yêu. Dạ, cái con nói không sao, anh đẹp trai luôn, chị đó không thích anh thì em thích. Chị đó không thích anh thì em thích. Là anh đứng đây luôn. Con đi qua nhà ảnh, xong rồi cái con an ủi ảnh, con ôm ảnh. Con nói không sao rồi, sao vậy, cái tụi con thành đôi luôn. Kể từ cái ôm đó coi như là chính thức quen nhau. Dạ. Nhưng mà tới 7 năm sau mới cưới. Dạ. Đúng không? 5 năm sau chứ. Dạ, thì 5 năm sau. 5 năm sau mới cưới. Sao dài quá vậy? Tại vì lúc đó là con còn giúp đỡ cho gia đình mình á. Rồi anh Hưng anh cũng mới ra trường. Rồi có một thời gian anh đi làm trên Giàn Khoan nữa. Tháng ở đất liền, tháng ở ngoài Giàn Khoan. À, làm ở Giàn Khoan hả? Tại sao lại làm Giàn Khoan? Thực ra thì con thì học ngành y thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các ngành khác. Mà đã là nam giới thì trước khi lập gia đình thì họ muốn có một sự nghiệp vững chãi, có thể tự lo cho gia đình vợ con trước. Tức là Hưng là khi nào thì Hưng mới qua bên Anh? Con qua bên Anh Quốc là vào đi thi là vào năm 2014, lấy chứng chỉ hành nghề. Rồi 2015 là bắt đầu chính thức qua Anh Quốc làm việc. Tức là người ta tiếp nhận Hưng qua làm việc hay là Hưng... Con đi thi lấy chứng chỉ hành nghề là qua đó làm việc chính trong bệnh viện luôn. Trở thành bác sĩ ký tên điều trị bình thường. Có nghĩa là không phải mình bỏ tiền ra để mà mình đi học hay là mình đi học chuyên tu gì. Mà khi mà Hưng thi vô lại là một cái tổ chức đó, đúng không? Một cái bệnh viện người họ tuyển. Đúng. Là Hưng thi và cái điểm của Hưng á là người ta chấp đạt nhận chuẩn. Đạt chuẩn và làm bác sĩ luôn ở cái bệnh viện đó. Rồi, vậy là ông này rất là giỏi đó phải nha. Phải cực giỏi mới có thể đạt được những cái đó. Năm đó là bác sĩ Việt Nam đầu tiên học ở Việt Nam mình mà thi đậu chứng chỉ GMC ở Anh. Đó, như vậy là lúc đó là hai đứa đã quen nhau. Tụi con cưới nhau rồi. Hả? Dạ. Cưới nhau rồi. Cưới rồi. Dạ. Dạ. Cưới hồi tháng 11 năm 2013. 13. Lúc mà anh đi qua Anh là anh đang bầu đứa con gái lớn 4 tháng, anh Hưng thi đậu. Ủa là con có đi theo Hưng không hay là con ở Việt Nam? Dạ có đi theo. Dạ. À là hai chồng đi qua bên Anh luôn. Là lúc con đi thi luôn. Không, lúc con đi thi thì vợ có đi theo dạng du lịch thôi. Nhưng mà lúc đó thì có cô chú và ở bên Anh Quốc. Bảo vợ ở lại cũng dưới dạng du lịch vậy đi, rồi đợi chồng mình thi qua làm luôn thì ở lại luôn. Sau khi mà tụi con đã ở bên Anh rồi, ổn định về cuộc sống rồi, có con cái rồi, có phòng khám riêng rồi. Dạ. Tại sao tụi con không tiếp tục làm ở bên đó mà lại quay về Việt Nam? Đó. Bởi vì mình cảm thấy mình khi về nước mình sẽ giúp được cho nhiều người hơn. Những cái kiến thức mình học bên đó thực sự là rất hay. Mình nghĩ tại sao mình đã có những cái kiến thức tốt như vậy, mình về mình không chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là để cho bệnh nhân hiểu rõ hơn, giúp cho bệnh nhân tự bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ hai là mình cũng có thể tham dự các hội nghị y khoa, chia sẻ thêm kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Thực sự là cái việc mà Hưng nói là để giúp nhiều người, giúp bệnh nhân, thì cái người đầu tiên là cặp vợ chồng của chị với anh Tuấn Anh. Tức là hai vợ chồng cô chú. Thực sự là nói từ đáy lòng luôn quý vị khán giả là Vân á, là Vân giữ cái số cái lô nó quá tải. Vân với anh Tuấn Anh là 15, gần 20 năm chứ không phải là 15 năm. Gần 20 năm và lúc đó là thực sự hai chồng tuyệt vọng luôn, là nghĩ là chắc mình cứ vậy cho đến khi nào mà mình già mình lớn rồi mình mất đi luôn. Tại vì cũng nhịn ăn nè, cũng tập thể dục thử, cũng ABCD đủ thứ hết, nhưng mà nó không có xuống. Thành ra là mệt mỏi lắm cho đến khi mà gặp được bác sĩ Vanity. Gặp đối xương hồi, gặp Vanity thì bây giờ là trở lại được một cái dáng vóc gần như ngày xưa rồi á. Thì cái vấn đề ở đây là cái thẩm mỹ, cái đẹp nó chưa quyết định mà là cái sức khỏe. Thực sự mình thấy mình yêu đời. Tức là mình rất là khỏe luôn á. Và mình yêu đời vô cùng, nhất là chú Tuấn. Chú Tuấn mừng dễ sợ luôn. Cho nên là rất cảm ơn bác sĩ Hưng. Như là cảm ơn vợ chồng hai bạn đã có một cái quyết định táo bạo là các bạn quay về Việt Nam. Các bạn làm việc và các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã học được và
giúp được cho những người, ví dụ như hai vợ chồng cô chú. Dạ. Và cái người mà tiếp theo ngay bên cạnh cô đây, đó là nghệ sĩ Quốc Thuận, thì cũng sẽ đến gặp tụi con. Dạ. Cô mong rằng là đến tiếp theo khoảng chừng 2-3 tháng nữa ha, sẽ thấy khác. Ở chương trình Vợ Chồng Son thì quý vị khán giả sẽ thấy một nhân dáng khác của nghệ sĩ Quốc Thuận. À, cái vụ kia đi. Bác sĩ hiền quá, giỏi quá, chắc không có tật xấu đâu. Ổng có tật xấu gì không? Đâu đâu, bé Đính. Ừ, bé Đính nói trước. Dạ có một tí. Có một tí hả? Dạ. Đâu một tí. Đam mê công việc và thích chơi game. Đam mê công việc mà còn thích chơi game nữa. Vậy còn thời gian đâu chơi với vợ rồi chứ con. Rồi con có buồn không? Mỗi lần mà chồng chơi game vậy con có buồn không? Dạ không, tại vì anh Hưng là một người chồng tốt, luôn luôn chia sẻ. Mỗi khi mà con có cảm giác là hơi bị mất thăng bằng khi mà anh Hưng ngày càng phát triển hơn. Giống như anh qua đó xong anh rất là miệt mài, vừa mở phòng khám mà vẫn đi học, lấy được bằng thạc sĩ da liễu của anh nữa. Rồi giờ sao thêm nữa đi. Còn gì nữa? Có làm công chuyện nhà không? Dạ, không, chỉ có dạ. Một làm việc nhà là chỉ phục vụ con gái thôi. À, đến giờ hỏi dạ. Thứ nhất là anh lớn tuổi mình, anh bác sĩ nữa. Bác sĩ thường kỹ tính đúng không? Ừ. Thì không biết là bác sĩ Hưng có gia trưởng không? Dạ không. Không gia trưởng rồi có ghen không? Dạ không, có con ghen. Con ghen hả? Con để từ từ để chồng nó. Không, bây giờ lát gán dịch lá tìm sao? Không, đừng có tìm nữa, bây giờ vậy đi. Cuộc đời con giờ con chỉ mong chồng con á thay đổi một cái điều gì để mà hoàn thiện nhất. Đó. Con mong là anh Hưng sẽ thay đổi là bớt công việc lại, yêu thương bản thân mình hơn. Và con với Cathy với Tiffany á chỉ cần một cái gia đình ở bên cạnh nhau hạnh phúc. Chứ con thấy ảnh á đang rất là phải bôn ba giữa Việt Nam và anh á, thấy là anh rất là vất vả trong công việc. Chồng vất vả quá đúng không? Cho Hưng đó, giữa vợ với con á là bác sĩ Hưng. Tại vì nãy nó xì gai chỗ là làm việc á, lúc mà làm việc á là chỉ làm cho con gái thôi. Dạ. Là đủ biết được là ông này rất là mê con. Vậy thì mê con hơn mê vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa? Em cũng vậy mà em cười cái gì? Ủa không có vợ em lấy ai đẻ con cho em để mà em cưng nựng? À nhưng mà có mong muốn là coi như là anh ấy sẽ 50-50 cân bằng không? Cân mong bằng không? Con mong đi. Nói với em hy vọng là vợ chồng mình sẽ dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau hơn. Okay. Rồi bây giờ tới bên ấy đó. Vợ thì rất là thương yêu gia đình, nhưng mà nó, chính vì vậy thì nó cũng kèm theo tác dụng phụ, đó là có tất cả những người xung quanh vợ đều rất là quan tâm, nhưng mà như vậy thì rất là dễ bị stress. Mà vợ stress là sẽ lay stress vào cho mình. Đó là điểm yếu chính của vợ, là quá quan tâm với tất cả mọi người xung quanh, tức là đó. Mình phải bao đồng, giới hạn lại để bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình. Tại vì mình cảm thấy sức khỏe tâm thần của vợ thực sự đang kém đi khá nhiều. Rồi còn cái gì nữa? Còn gì nữa? Ghen. Nói luôn đi. Đó. Đúng rồi. Mà mới xì ghen sao? Ghen sao? Nói đi. Thứ nhất là kiểm tra điện thoại thường xuyên. Nhưng mà em bỏ 2-3 năm rồi. Nhưng mà cũng hạn chế được một chút rồi. Vậy hả? Chứ mới hồi mới quen là điện thoại của mình là lúc nào cũng phải kiểm tra. Vậy hả? Rồi. Ví dụ như đi đâu đi đó rồi người ta mà ngồi kế mình thì có khó chịu hay không? Cũng có luôn. Thấy cô gái nào xinh đẹp mà ngồi bên cạnh chồng là và phải bỏ việc khác lại ngồi bên cạnh chồng. Đứng sát bên đằng canh đó. Đúng sát bên. Ủa rồi mỗi lần khẳng định chủ quyền. Ví dụ giờ mỗi lần con đi máy bay từ bên anh về Việt Nam hoặc ngược lại từ Việt Nam qua anh mà con đi con mình đương nhiên kế bên con phải có người chứ. Rồi bên cạnh con là một người phụ nữ, nó có ghen không? Cũng có luôn. Trời ơi cô ghen sao? Con hay hỏi á là anh đi vui không, cái anh Hưng nó cũng vui, hỏi này kia cái con hỏi chứ bữa nay anh ngồi kế ai vậy anh, cái anh Hưng nó không biết nữa, cái anh Hưng nói hỏi ngồi kế con gái, anh Hưng nó ừ như vậy sao anh không ngồi kế con trai ngồi kế con gái vậy á. Gì thì mai mốt là anh biết sao được. Căng ạ. Rồi con nhiều khi con có bị áp lực về cái việc mà vợ con ghen không? Cũng có. Có đúng không? Về riết rồi cũng quen rồi. Rồi thôi bây giờ mong muốn thay đổi luôn đi. Đó. Ừ đúng rồi. Thay đổi. Và nắm tay vợ nói đi. Bây giờ mình đã cưới nhau 10 năm rồi, con cái đều hề, gia đình hạnh phúc rồi, vợ phải yên tâm, tin tưởng chồng. Đừng có nghi ngờ chồng quá. Em cảm ơn anh. Chị ơi, chồng mà ổng thiệt. Thấm thiệt thà quá. Trời Hưng nó thật như đến. Ông thực sự á, cô thấy vậy nè. Hai đứa tụi con á đều, đầu tiên hết là cô thấy đều có cái tấm lòng thực sự rất là nhân hậu luôn, cả vợ cả chồng. Cô nghĩ là với một cái nền tảng như vậy á, là tụi con cứ phải yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái tổ ấm của tụi con đâu. Dạ. Bởi vì ngoài cái việc của mình ra, nhiều khi mình ăn ở có đức mặc sức mà ăn á. Ông bà mình hay nói câu đó đó. Dạ. Ok, xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Dạ. Cảm ơn mới đến đến đây để chia sẻ câu chuyện hôn nhân, nói chung là rất là đẹp, phải không? Dạ. Và cái nữa là chúc cho hai vợ chồng
sẽ luôn luôn hạnh phúc và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa với những gì mà bác sĩ Hưng mong đợi với những hoài bão mà. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cha, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vì gương mặt phu thê nè. Phu thê. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn rồi. Còn cái đôi mắt này lạ lắm nghe. Giới thiệu tên em mới được. Dạ. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, em chào chị Hồng Vân. Thì em chào xin chào khán giả. Em tên là Thành. Thành là anh ấy. Dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 93 rồi. Công việc của em là vận chuyển hàng. Mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. Dạ, 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ, dạ. Cũng 93 tuổi. Dạ. Hai chồng bằng tuổi. Dạ, em bán quần áo. Quần áo. Dạ, vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, dạ, cho bên này bán. Dạ, thì lúc đầu liên quan như vậy đó. Lúc đầu là thường như vậy đó. Ngày 28 Tết, thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài, em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà. Cái mời hết mọi người đi ăn, không có đi hết. Ừ. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Nó cay cú quá mà anh không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho ông coi như là ngập mặt đó. Lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thư? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Anh này chạy là sao? Cái nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt nẹt gì nè. Cái em lại em thấy trẻ trâu rồi, thủ nhi rồi, tôi không nhận để ý nữa. Xong cứ ăn, cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá, nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Hồi đó cũng chết, lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ, thôi anh đói anh ăn rồi, anh kêu miếng kêu chân tái thôi, no quá, no quá về quốc cho tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình nói gặp mình sơ sao sao gặp đó. Mình ăn xấu lắm, mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. À. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau mà ở Sài Gòn. Thấy tụi dễ thương không? Trời, em chấm từ lúc quýnh bài rồi. Ừ. Mà cả đời quýnh bài không bao giờ ăn, duy nhất một bữa lại mà. Ta là đen bạc đỏ tình. Đỏ tình đen bạc trái đỏ. Luôn, nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn. Xong lúc đó em thấy là trẻ trâu, em thấy thủ nhi rồi em cay nữa. Cái đòi đi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì vậy như kiểu. Ủa, như là bây giờ không nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là đi, anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn. Ảnh chở em đi từ từ quận nhất và qua tới quận Tân Bình, qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng. Mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng? Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Cứ đi cứ chạy hoài, chạy mày xứa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Cái bắt đầu tới ngày thứ 3 cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ 4 chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn, nhậu. Nhậu xong cũng say say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng vòng hoài. Giống như là chạy cái kể. Nhà em là ở ngay, cái nhà em mướn ở ngay quận nhất rồi. Mà ảnh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về, mà cứ chạy vòng hoài. Thôi vậy thôi anh, nếu mà anh thấy về không được thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em cũng vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư là đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê. Lâu dạ, lâu. Lâu. Mẹ nó chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Mòn sao mà. Dạ. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá em nói nữa. Rồi em nghe cái câu đó. Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời, khách sạn nguyên nhất một triệu mấy một đêm, đau lòng luôn trời. Dạ, bao nhiêu cũng được. Trời trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thầy lấy bên ta trái thấy rồi, lũi thẳng liền. Lũi vô. Không kiếm, kiếm gì nữa mất công lâu, chịu nổi. Lũi liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sau tính chuyện. Triệu mấy. Má ơi, trời ơi, cái gì thấy ghê thiệt. Nguyên nhất, tiền quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó đến chung là cái duyên thì sao á. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình dập với em. Gặp xong quen một tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Trời ơi. Rồi chừng nào cưới, cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Không là lớn cưới được. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn với em á. Nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời, đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó, đã là của nhau đó, đã là của nhau. Xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi. Anh học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà, cái nhỏ em của em xuống thấy thấy sao anh này giỏi quá vậy, Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em chú em về em dọn dẹp cho. Cái ảnh mới nói là hả anh đã sạch quen rồi,
thấy dơ anh chịu không nổi. Rồi, cái câu đó xong cái em nghe cũng nói trời ơi, sao tự nhiên giới được này cũng ok này nọ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, là không bao giờ sạch nữa, là không bao giờ sạch nữa. Trời ơi, tạo nét. Cuối cùng là lòi á. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp, rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi buổi tối đó đi về cái thấy vợ em của mình ngủ, mình ngủ rồi đuổi nhà vợ em ngủ luôn. Ở đuổi không về luôn, coi như là cúng gối theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn, mà em ở dơ em làm biến dọn già lắm, tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông vô mình nó dơ, nhà gái người ta kỳ quá rồi cũng quét dọn mà tánh em làm biến ở dơ lắm, trời mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn. Ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần rần á? Dạ bất ngờ lắm. Nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối, cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chè Thái đó. Mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái, mà mình bực mình, mình ham vui mà mình muốn chơi, mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa. Cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè Thái không nội. Xong cái tức quá cái em thôi đi về đang chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà, tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Trang trí hết cái căn villa đó là từ trên dưới là bong bóng, rồi hồ bơi cũng bong bóng, xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em, sắp xếp là đèn rồi sao quỳ xuống cầu vậy đó. Nói câu gì nhớ không? Nói là đồng ý làm vợ anh nha. Có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi, cái nhẫn đó đâu? Dạ. Trời ơi, hai chị em mình đồng thanh đồng thụ. Rồi cái nhẫn để nhà. Dạ. Cua nhẫn này tốn tiền không? Không, tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó. Các bạn cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi, hết bò rồi tới viên trứng rồi gì đó. Giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể đó. Cho vợ kể cái tiếp đi. Cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó, sẵn sàng kể luôn đi. Dạ cũng còn. Xong rồi còn quên tắm nữa. Hả? Đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người quên tắm. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền, không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong, là để tới sáng tắm. Nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra, ôm cứ ôm nằm xa em ra. Vậy đó, rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại nhiều quá. Cái tật em hay quên, cứ nghe điện thoại suốt từ 9-10 đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe riết rồi mệt quá, cứ rồi lăn ra ngủ luôn. Nó công việc thì mà. Công việc rồi cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa. Giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó. Cái bữa cái kỳ giờ em dẫn ra Vịnh Hạ Long chơi. Xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn. Không, để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP, chở từ khách sạn ra sân bay. Hai người ta tới rồi, hai đứa cứ lên xe ngủ thôi, đặng đặng đi ra sân bay. Sân bay gì anh? Cắt lái hả? Sân bay Cát Bi. Cát Bi. Sân bay Vân Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở rồi sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Rồi đặt vé lại. Ủa? Nhưng mà thực ra là sân bay Vân Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra là sân bay Vân Đồn, mình về Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Dạ. Đặt lộn, hàng đó nó chở ra Cát Bi. Kêu nó anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế quẹp gì? Gì? Nó hết hồn luôn, nó không ngờ luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh? Trời ơi, em đặt sân bay Vân Đồn, đâu có. Anh đặt sân bay Cát Bi mà trời ơi chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Trời ơi. Ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi cái em tức quá cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy, đừng nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ trên Google đó. Trời giờ tới cưng, giờ tới cưng đi, nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Vợ em thì kiểu mà hay lớn tiếng với em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép, cứ lớn tiếng em ghen tép em bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao nó binh thiên nhà cửa luôn, chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Gì đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm.
em thấy cũng vui, nhưng mà đôi lúc em bị test công việc á, em thấy là bực, nhưng mà thường ngày vẫn gì là vui. Thì vợ cầm ràm em cầm giỡn lại, em giỡn nhiều. Em cầm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột hư đường đó. Và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó, có thể thêm đứa nữa nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Nôn kìa. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. Năm sau sẽ chào đón một thành cô, viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cô có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Con học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh Năm nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo đúng không đó? Dạ. Rồi giờ học còn học bên bạn đó không? Dạ không, con nghỉ ba tháng hết. Tức tiền là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Ba tháng là con hết tiền rồi, con đâu nghỉ rồi. Con mới vô giờ make up xương xương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi mình có đi hát không vậy? Dạ con chỉ làm MV trên YouTube thôi. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ thì để con thử coi sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài đứng là, cái đứng MV hát nào được của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Ừ. Trên này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng son mà. Không có nhạc. Mình hát trai. Hát trai hả? Vấn đề gì hết. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cô dâu trông thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nghe không? Không có gì đâu hết. Anh thôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã vậy gặp là, nhau rồi. Ừ nhưng mà vậy là con làm cái gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app live stream. Giỏi vậy. Dạ. Ồ, bây giờ thí dụ như chú muốn live stream. Dạ. Mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên. Dạ. Thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, ảnh cứ
đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập 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 thò thò. Con thì gắt mắt nghe không, con thấy người ta làm gì là con chọc cái mà là xuất hiện trong cái like của cái like, cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống đưa dạ lên, dạ xuống cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. À, mà mình thường thì không có thích trai trẻ không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, dạ, con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app line nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ, dạ, nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ mình xem coi cái phần của này họ trao làm sao nè. Đó, còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng gì bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì cái nghĩ là mình trước chọc thôi. Có nghĩa là mình chỉ là nghĩ trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra bây ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần dạ, khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa, bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu. Nên thử gặp coi làm sao thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền. Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xắn đó dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn, tuổi tác tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em có nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn không có gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong rồi đi về. Dạ. Cái qua ngày hôm sau, cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió, cái con mới chạy xe Honda vô thì tại vì nhà con ở quận 9 thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, đồ xa lắm á, dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê, rồi xong uống cà phê xong cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, gung, không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Mà nó lại sao kỳ vậy ta? Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết, đó giờ cổ trong nhà không à, cổ ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào. Cái hồi con nói, chết cha mình nói vậy rồi, ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi? Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, chạy qua bển cái
vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh? Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ em, dụ con, thôi giờ mình về nhà, về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng cậu mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng đó. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh. Dọn chó, dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Thôi cũng gán đợi. Vì gái mà, cũng gán đợi. Đêm coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi đúng không? Ngon rồi, mình ngon rồi, không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà. Lên nhà cái kể đi. Trời tới chuyện tới khúc nóng bỏng cái đâu cái nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình. Xong rồi cho người ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới chở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi, thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn là 3 tháng mà. Làm cô 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Mình mới chạy lên trển. Tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa đêm không có, nửa đêm có ngồi, có nằm có khóc. Cô nói, ủa sao khóc trời, mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó. Cái cổ tưởng là ăn quả xong rồi hiểu không, là dạng như là chuẩn bị cách chuồn qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó. Là nằm tự nhiên khóc, hít hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao? Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, an ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái không? Lúc rồi... đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa. Rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi, coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn. Thì mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược xem nó như thế nào. Mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em con live stream rồi đó. Là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn. Đó, rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc. Dạ, con thấy rồi, rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Yeah. Đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Yeah. Đó, rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Yeah. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì nói mà sau đó có niềm tin con á là hạnh phúc á là để lựa chọn. Dạ. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê để đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê. Là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Đó là chỉ có hai lần thôi. Vậy đó giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều như người vậy, không biết đó nhưng mà đó. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Hai năm. Dạ, rồi sau không? Đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Kết hôn rồi đúng không? Kết hôn để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu.
nhưng mà không biết là có bầu, tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô, rồi xong rồi cái đụng cái làm trận làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi, ví dụ vậy, rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi, đi đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi. Đi ăn trước ăn về rồi đi về. Làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ, với còn một lần nữa. Là một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con. Thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi, nó sôi sục, nó nóng lên mà cái vậy chứ cái tánh con rất là... ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Ủa? Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống, mời người kia uống rồi chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay lúc còn... đó chưa. À lúc đó đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Lúc đó là đang quen rồi, chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Vậy không, cái là... đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen nhưng mà cô không có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đâu có, đâu vấn đề gì. Với lại mình cũng ngại. Sợ chồng. Không, em đâu có, trời ơi, đâu có phải tự nhiên dùng vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói, bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Thì chỉ cần cầm nhẹ cái đó thì nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nóng quá. Như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó thay mình vậy? Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn đó. Hai đó. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi để chị dân đưa ra một cái kinh nghiệm. Nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À mới đăng ký kết hôn thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ là em bé bữa là mà là chú bồng phải không? Dạ đúng đó. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa tròn 1 tuổi luôn ạ. Vừa thôi trai xong. Gái gì con? Dạ, con trai. Trai. Giống cưng chắc lắm. Giống ba hả? Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó, đó cái phần cái phần nhà. Mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. À, khoan. Đen. Rồi, đợi xíu nữa coi. Không, không có người. Tự nhiên mày, nó rực lên. Leo lên đây đi mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, nó rực xíu. Lên nè chị, đây nè. Nó rớt cái filter. Vô mặt dằn khe. Cười nhiều quá không? Uống nước đi, lấy nước cho bé uống kìa mấy đứa ơi. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Bà Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gỡ cho coi cổ cho nó dịch lại. Rung. Rung. Con coi như trường cô là không có khóa 5 đó.
Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa năm con á thầy giải Thảo hốt qua bển á, đâu có không Thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong vừa cái sân khấu đó xong mà thấy mấy bạn con đi hết trơn. Ờ đó. Mon này kia nó đi hết. Đó thầy Thảo hốt qua bển. Thầy Thảo thầy Minh chia. Không, thầy Thảo thôi chứ dạ. Không có thầy Minh. Thầy Minh là sau nữa. Có thầy Thảo làm trước xong rồi qua mới qua thầy Minh. Là con vừa nghỉ xong rồi tự động gom qua thầy Thảo, gom qua thầy Thảo hết. Là cái khóa chung với khóa năm đó Phúc đúng không? K năm dạ. Phúc con Thanh rồi. Dạ. Hồi đó tôi bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh đó. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha, 50 ở lại với mẹ đó. Thằng Trung Anh nó đang quay cho em nè, dễ thương lắm. Anh cho em đi xem. Mà giờ nó đang học chuyên khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu, cho nó học chuyên sâu. Em nói á, tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em lên nổi tiếng. Nhưng mà thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình lên. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp, ngồi lại với nhau. Bữa nào chị nói với tụi nó ngồi lại với nhau suy nghĩ tìm chương trình tìm gì nó được up lên được up lên kênh của cô cũng sẵn sàng sức khỏe chị tạo cái mục á, cái thư mục á dân chị biết rồi. Chụp hình chụp hình với cô tranh thủ con ơi ngồi trời ơi vì chi cho cực vậy rồi ok đứng lên. Rồi, vô chưa? Rồi nó áp quá hả? Cũng không áp gì hết. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Được chưa? Chút chụp tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời, mà Thảo, năm cái số là yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó quay rồi mà. Anh nghe Tuấn ơi. Bé cầm giùm cô đi bé. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi Tuấn ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi. Nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa. Đi chốt mấy cái địa điểm nữa. Nha. Chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. Ừ, 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi, ok. Anh Quang, rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh qua anh đón, ngồi không kia anh Quang Minh. Qua bên anh nghe Tấn, nha. Bây giờ ghế rồi. Anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, con ngồi thẳng nó đó, thì nó mới không té. Đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Rồi lẹ nào. Bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi. Không được nhiều. Dạ. Trên kia quy định rồi, một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó. Rồi, bắt đầu nè. Bắt đầu 2, 3. Rồi, bây giờ... Ông có đứng hình luôn. Phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà. Để anh gửi qua. Cái trà là trà gì? Mà lấy cho cậu, cậu hết trơn luôn đó. Dạ. Trà cậu gì? Hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời, uống vô. Quá, uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, đúng rồi, nó lọc. Quá đi toilet đã lắm. Lọc thận nè, lọc gan, lọc. Ê chị, con gửi cho cậu nè, con gửi cho cậu mấy hộp. Để con gửi cho mẹ Dân mấy hộp nha. Dạ, để họ lấy số con gửi con tặng cho. Ok con. Dạ. Ồ, vậy đó hả con? Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Anh ngủ ngon chứ không phải mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là cô không uống được cái trà mà trà quậu, trà gì đó. Không. Cái uống rất mát, ngon, thơm. Ê, nó thơm á. Con. Nước là thơm. Bữa em muốn, em muốn chưa rồi? Đẹp da, dễ thương. Đẹp da. Đẹp da, giảm stress. Rồi, ok. Mày làm qua Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ, sau một thời gian về ở chung với nhau, đó, là thành chồng, thành vợ với nhau, vì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì? Có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải giật lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì? Giờ đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết này tao à? Kỳ gì vậy? Trời, tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này.
lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bom phải không? Dạ. Trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng đi chang nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó, là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Ừ. Có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời ơi. Mà con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng bệnh của tất cả những ông chồng. Cái đó ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười, mình tính đâu người ta vui. Mà em biết không, vợ mình nuôi làm chiếc. Nó càng chửi càng chọc, mình càng khoái. Ơi, càng tại không. Chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi, xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên, văng vô trong đó, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Bi. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không cần thiết chứa trong người. Người ta nói là ông bà hồi xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ờ. Ôi trời, đó thì như vậy là mình chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Vậy không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Nhưng cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy dung thôi. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra con nấu ăn ok lắm. Tất cả hết. Chăm con dạ, nấu chăm ăn con. Nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng vợ không có hai vợ chồng rồi, là cứ rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Hay nên quá. Là cho không có cơ hội để trăng hoa. Dạ. Có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích chứ đó. Hay nói như Sam vậy. Dạ. Ôi vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại. Thì có một thì thôi cũng có một tật xấu là lầy đó, nhây đó. Chắc là nhây. Chỉ mong muốn có mong muốn ông thay đổi, ông bớt. Ông bớt thả bơm không? Giờ con mong cũng chồng vui mà cái đó cũng thật ra. Vậy thì con có mong chồng là con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng, và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? Dạ không. Đó là con cái không lời mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn vậy đúng tại không? Tại vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Đó, chồng vụ kia cứ đi. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái mặt anh đừng nghe anh nghe anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc gọi là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. Chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra rồi thì cũng gác lên tới đây. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có, gác có bữa một chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê vậy có khi nào bà ghiền cái mùi chân của ông không?
Tại vì muốn gác như vậy á thì cái đầu phải nằm ở dưới chân, có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác ngang. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm bao thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi ngon gì. Nằm bao thấy núi đèn con có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì như đó cũng đó. Có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á. Thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, với lại bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Nay con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi, bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Hiện nhân hôm nay nè, nó nói với vợ đi. Dạ, thì con thì con cũng... Nhìn vợ nói. Con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè. Đó, rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn. Giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ. Cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đi. Đứng lên nói luôn nãy đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi, đứng lên nói với vợ đi. Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thường quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á, mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi, đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng đó, người. Cho nên đúng là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Dạ. Và